Em cái tài khoản của anh Kim, cái tài khoản 40 100 nhận 100 token F24 tổng khoảng khoảng 40 đô cái tất cả các bạn. Đầu tiên các bạn bấm vào nút chưa có tài khoản, bấm nút register. Rồi các bạn ghi tên, họ, email, rồi chọn quốc gia Việt Nam, bấm password, rồi bấm chưa reset nha các bạn, vì mình có tài khoản rồi mình login nha các bạn. Bạn chờ chút nha. Đây nó có, bên đây nó có hai mục, là một cho một phần các bạn mở khóa bằng ví MetaMask. Nếu mà bạn không có, bạn bấm bên đây là đăng ký ví wallet nào cũng được các bạn, vì mình đã có tài khoản rồi mình nên đóng vào các bạn. Vì rồi sau khi bạn có tài khoản rồi sau khi có tài khoản các bạn lý phải là liên thứ hai mình chatbot chứ làm nhiệm vụ của nó các bạn nè. 24 giờ khoan 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 đừng coi F24 là nhận 100 token S24 bằng 40 đô các bạn. Rồi đầu tiên các bạn bấm tham gia iGroup, rồi lướt cấp trang nha các bạn. Sao gặp cái này hoài ta, dài một dọc 8 ghi x 8 ghi x a x4. Rồi bấm gỡ. Rồi tham gia iGroup thành công các bạn. Đầu tiên thì các bạn xin up cái 24 giờ giờ exchange là mình đăng ký rồi các bạn. Rồi các bạn join vào hai kênh Telegram của nó nè. Join hai kênh Telegram nó nhận 30 token. Rồi các bạn join vào. Tặng cho nó một chữ đi. Rồi các bạn thoát ra. Các bạn join vào kênh channel của nó nè. Join channel của nó nè. Rồi các bạn thoát ra. Rồi. Các bạn du partner Telegram group. Partner. Rồi các bạn join cái Telegram của nó nè, ghi cho nó một chữ, comment cho nó một chữ nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra lại các bạn. Rồi các bạn follow Tiger của nó nè các bạn. Follow Tiger and retweet the pinboard. Rồi fan bạn chào chúc các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình để mình cập nhật những cái dự án tiếp theo nha các bạn. Đầu tiên các bạn hãy like request pinbot, rồi các bạn bấm nút theo dõi nha các bạn, like cho nó một hai bài nha các bạn. Bạn khỏi comment cũng được nha các bạn, rồi các bạn chia sẻ đi, chia sẻ rồi các bạn thoát ra các bạn. Follow Power and Revit, chắc cho nó cái bình luận các bạn, nên quên cái bình luận. Ủa này follow Revit, chắc cho nó cái bình luận các bạn quên. Thông cảm các bạn, mình nãy đọc không kỹ các bạn, vì mình đang làm video này quýnh quán hết trơn, sợ làm video dài. Rồi các bạn tắt cho nó cái bình luận các bạn. Good. Rồi các bạn muốn bình luận gì thì các bạn mở thay cái máy này chạy mượt quá, quá làm gì cho nó mau. Rồi các bạn follow kênh, follow cái theo web partner của nó, rồi request và pinbot, rồi fun. Lót nhanh 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 ngay, lót nhanh 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 ngay. Rồi các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Ừ, con này mới ra mà có 4.000 mấy mấy người, 500 mấy ngàn người chơi thôi. Rồi các bạn like cho nó một cái nha các bạn, like cho nó vài bài nha các bạn, like cho nó vài bài. Vâng, để mình coi. Rồi test cho nó vô cái bình luận các bạn.
Cũng good luôn. Thích like bình luận. Rồi, các bạn follow Facebook fanpage của nó rồi sell một bài pinbot cho nó nè. Ok. Kèo này rất ngon các bạn, các bạn cố gắng tranh thủ làm kèo này các bạn. Rồi các bạn like cho nó một cái nè. Like cho nó một cái rồi phụ mình chia sẻ cho nó nè. Mình chia sẻ nè. Rồi mình đăng nè. Chia sẻ cho mình đăng nè các bạn. Các bạn nhớ đăng chứ đều công khai nha các bạn. Rồi mình chia sẻ xong viết cái bình luận luôn chứ mà mình nhiệt tình mà nhiệt tình tới cái nào luôn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Follow fanpage Facebook của nó rồi tới các bạn follow Medium của nó nè để nhận 24 ơi đang nhận 10 tập cần FF, nếu không có thì các bạn bỏ cũng được các bạn. Mà các bạn tải về đấy làm hết nhiệm vụ đi cho chắc ăn các bạn. Để nhận 10 tập cần FT các bạn. Follow nữa. Medium. À, video này làm cũng mất thời gian các bạn, tại vì nó lót qua mấy ứng dụng lâu. Rồi các bạn follow nó nè, từ mới đây 949 follow cho nó nè. Rồi rồi các bạn thoát ra đây các bạn, nó đâu khi pin bot đâu mà. And bot chết bà, nó kêu bot cái medium nữa các bạn ơi. Thôi để mình cắt bỏ này đi, nó kêu mình bot nữa, mình quên bot ta. Chết làm một thời gian quá. Bảy phút tám phút follow còn chia sẻ các bạn, chia sẻ medium các bạn. Rồi các bạn follow medium and bot mà nó bài nha các bạn. Rồi các bạn you can and ID amount up 21 giờ 6 hết verify request verify vary request như là một ghép nhận được 6 đô nữa các bạn là bằng 20 ghép. Rồi các bạn bấm nút join kênh YouTube video của nó không có nhận, không có nhận một điểm thôi join luôn đi các bạn, bỏ không được không tại làm cho đủ. Rồi các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra lại nha các bạn. Hôm nay nó hướng dẫn nè. Rồi mình thoát lại cái Telegram mình nha các bạn. Rồi, rồi các bạn bấm vô vô bốn gạch nha các bạn. Rồi các bạn submit data, vô submit data các bạn bấm vào submit data nha. Rồi vô submit vô gửi tờ email. Rồi các bạn ghi cái email mà các bạn đăng ký hồi nãy bên cái sàn hồi nãy nha các bạn, bên cái sàn 24 giờ. Rồi
nói submit you to get and submit you telegram user khen đi được cấp cha ba ok submit này thôi thì rồi vô user Telegram rồi nó kêu ghi Telegram mà bấm gì được không user Telegram là anh đã cộng chứ anh 0329931577 à cấp cha được giữ giữ cấp cha mới ghi hồ sơ được các bạn nãy tại mình ghi sai 3B 3BH để xuống ghi cái tái mình web tại 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 sẽ ký tại thì muốn dồn đi cái cặp cha này y t o năm mg tại cấp cha vậy ta M5 5B thức sáng luôn. M mở khóa thì ra được thức sáng luôn U G B C thanh kêu du xin nếu tôi cần nếu xin nhất rồi tôi cần rồi 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 email rồi đợi các bạn sub du telegram user telegram đấy nè mở mở khóa được mừng muốn chết luôn anh 0329931577 rồi rồi nó ghi kêu các bạn ghi cái submit du theo qua username đó, đó các bạn cộng win VNH92468 rồi hỏi Z hello on Facebook Z Z luôn nói có subscribe khen and wallet at trên deposit rồi các bạn qua bên cái deposit cái sàn họ các bạn đăng ký hồi nãy nha các bạn à cái video này em làm vòng vòng rồi các bạn mở khóa ra các bạn unlock ra đây mình gì mật khẩu mình che ra các bạn rồi các bạn sau khi các bạn ấy xong các bạn bấm vào ba chỗ gạch nha các bạn sau bạn unlock cái tài khoản vô các bạn bấm ba chỗ gạch nè rồi các bạn bấm chữ full nha các bạn chữ full nè rồi bạn bấm chữ balance nha các bạn rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm 24 giờ đâu rồi đâu con này các bạn bấm vào vô cộng rồi đi bullshit nha các bạn rồi các bạn copy cái địa chỉ gì nè không đầu mấy đích đó không đầu không đề rồi các bạn copy lên các bạn rồi các bạn vào kênh Telegram của nó nè trong bắt địa chỉ này vô các bạn đầu submit data gì là thành thành công các bạn bấm balance các bạn nhận được nhiều trang được chưa rồi mình đã nhận được 100 edit các bạn ghép phơi thì mình chưa mình mới làm video chưa tiếng ghép mà ghép link rồi các bạn lấy đường link chia sẻ cho bạn bè để nhận được 20 tất cả các biết là bằng có khoảng 6 đô ạ à.
Con này một FPS là bằng 0.4 khoảng 8 đô ạ. À, bấm ba lăn thôi. Rồi. Này bấm chơi. Vậy video mình đến đây thì cũng kết thúc nha các bạn. Khi nào con này về mình sẽ làm một video thông báo và khi nào nó trả về cái sàn exchange cho mình nữa các bạn. Vậy chúc các bạn tham gia kèo iGớp này thành công nha các bạn. Mình làm video quá trời lòng vòng này.